Rồi cho anh em nha, lên cho anh em cái sắc máy Exeter 135 năm số con tay nha. Sắc máy rã bãi rồi nha. Tình trạng cái máy này thì rất là đẹp nhưng mà có lỗi là bị bể ngay chỗ cái đầu này ha. Đó. Chỉ lỗi duy nhất vậy thôi, còn cái tình trạng cái máy này rất là đẹp ha. Anh em nhìn nè. Máy zin đẹp nha. Con này đời 21 nha. Đó, máy hệt lớn 135 năm số con tay nha. Mình bán dạng tính xác nha, cái máy nó bị lỗi vậy mình bán rẻ thôi. Nguyên cái máy 135 năm số con tay này mình bán cái sắc máy này giá 3 triệu nha anh em. Đó, máy rất đẹp. Bao cốt không hàng, lốc sơn zin đẹp luôn nè. Thì bán bao zin không lay đồ. Đó, tình trạng máy có lỗi chỗ này, bị bể phần đầu bò. Giá hồi nha anh em. Chỉ 3 triệu thôi, anh em nào chốt vào lô mình 0933996332. Sắc máy 135 năm số con tay. Giá là 3 triệu. Thích hợp cho anh em về lấy đồ hoặc là lấy bụng máy nha. Đó, cái đầu này mình về mình lấy đồ, nó chỉ bị lỗi cái vỏ đầu này thôi. Đó, thành sao hàng vậy, bán bao zin không lấy đồ, bán dạng máy bãi về chai.